Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại thành quả lãnh chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt trong công tác xây dựng Đảng. Tục cho chữ đầu năm, nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Tìm chuỗi phân phối cho thực phẩm sạch. Điều ước đầu năm nơi đảo xa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 89 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, chúng ta càng thêm tự hào và yêu quý Đảng ta, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Trong bối cảnh đó, tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời tổ quốc ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1920, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, mà còn là bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có đảng cách mệnh. Để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Từ nhận thức đó, Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Người từng bước truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác Lênin vào trong nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác, đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường cộng sản. Và đến cuối năm 1929, Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản được thành lập, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ, An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ở Trung Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Song sự tồn tại của 3 tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bất thiết của cách mạng là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử. Thống nhất các tổ chức đảng cộng sản thành đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng Thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của đảng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng được thành lập vào mùa xuân, mùa của vạn vật đâm chồi, nảy lộc, khoe sắc mới. Sự kiện đảng ta ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 đúng vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, có thể là sự ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, để rồi từ đó, ý đảng lòng dân trở thành vũ khí bách chiến bách thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Đà Lạt ngày một đổi mới, điều này khẳng định sự vươn lên, khát khao của toàn đảng bộ thành phố. Đất nước quê hương đang chào đón một mùa xuân mới và hướng về 89 năm ngày thành lập đảng 3 tháng 2. Xác định là địa phương đầu tàu của tỉnh, những năm qua, Thành ủy Đà Lạt luôn tăng cường sự lãnh đạo của đảng, củng cố và giữ vững niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với đảng, xây dựng quê hương khởi sắc. Trở về đời thường sau những năm tháng công tác trong quân đội, dù tuổi cao, nhưng ông Trần Công Thành ở phường 9 thành phố Đà Lạt vẫn tích cực hoạt động ở cơ sở. Là đảng viên nên ông Thành xác định nói phải đi đôi với làm. Muốn chi bộ tốt, chi bộ mạnh thì cán bộ, đảng viên phải làm gương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn là phát huy cái ý chí chiến đấu của mình, tích cực thực hiện tốt và góp phần để thực hiện tốt cái công tác kiểm tra kỷ luật đảng. Và làm thế nào đó
để cho mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta vừa tự giác thực hiện tốt những cái nội dung yêu cầu của công tác kiểm tra, nhưng đồng thời cũng là tích cực tham gia góp phần để mà thực hiện tốt cái nội dung đó. Mỗi cơ sở có một cách làm khác nhau, nhưng điểm chung là đề cao sức chiến đấu của đảng để lãnh đạo mọi công việc. Dựa vào điều kiện thực tế, nhiều năm liền, đảng ủy phường 2 luôn là lá cờ đầu tiêu biểu của thành phố. Để làm được điều này trong xây dựng đảng, đảng ủy phường 2 lấy con người làm thực chất, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát trong đảng. Qua cái công tác kiểm tra giám sát, thực sự là chúng tôi giúp đỡ, hướng dẫn cho các chi bộ là chính. Vì kiểm tra giám sát không phải là để mà chúng ta là bới móc lẫn nhau, nhưng mà ở đây là hướng dẫn cho các chi bộ, cho các đồng chí cấp ủy là làm tốt cái công tác đảng của mình về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 62 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.780 đảng viên. Với sự lãnh đạo đúng đắn và phát huy sức mạnh của đảng, đã đưa thành phố đổi mới toàn diện. Năm 2018, tăng trưởng kinh tế trên 10%. 21 trên 22 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch. Khách du lịch đến Đà Lạt đạt 5,7 triệu lượt. Có được thành công này, điều quan trọng nhất chính là sự đoàn kết liêm chính và tinh thần đi đầu của cán bộ đảng viên để dân tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của đảng. Chúng tôi đã tập trung nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường cái công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát cái việc thực hiện. Đồng thời thì cũng phát huy cái vai trò chủ động của từng đồng chí ở trên từng cái cương vị công tác, tập trung thực hiện những cái yêu cầu trong cái việc nâng cao cái chất lượng công tác của từng lĩnh vực. Tự hào về đất nước đổi mới, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục đoàn kết, khẳng định niềm tin, sự hy vọng. Mỗi khi mùa xuân đến, thể hiện lòng biết ơn với Đảng, Bác Hồ, nguyện một lòng theo Đảng, luôn nỗ lực cống hiến hết mình cho Đảng, cho nhân dân, quyết tâm xây dựng Đà Lạt văn minh đổi mới. Ghi nhận về thị trường phiên chợ ngày cuối năm, tục cho chữ đầu năm, nét văn hóa đặc trưng của người Việt là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sau một năm lao động để chuẩn bị cho năm mới tươm tất, mọi gia đình lại hối hả ra chợ để sắm Tết, cầu mong cho một năm mới bình an, thịnh vượng. Ghi nhận tại chợ Đà Lạt trong những ngày cuối năm. Chợ Đà Lạt ngày cận Tết khá đông đúc. Tại các gian hàng, người mua, người bán khiến không khí đón xuân thêm rộn ràng. Ai ai cũng có lựa chọn những thứ thiết yếu phục vụ cho gia đình. Năm nào cũng vậy, gia đình anh Xứng ở Xuân Trường đến chợ để mua sắm. Mỗi khi sắm Tết, điều mà anh lo nhất đó là giá cả. Tuy nhiên, năm nay giá các mặt hàng thiết yếu khá ổn định. Năm nay thì giá cả nó cũng tương đối ổn định, nó không phải là cao lắm so với mặt giá cuối năm. Cầu chúc cho năm mới được an khang thịnh vượng, được ăn lành, việc làm đếm đến, việc giữ thì cũng số đi. Hoa là một trong những lựa chọn đầu tiên của người dân trong dịp Tết. Giá hoa năm nay tại chợ Đà Lạt lại có xu hướng giảm. Năm nay nó rẻ một nửa. Mà các chợ mà mình chợ xe đi là xe, họ lại đi cướp bằng cái thùng bông. Các chợ họ trồng, rồi xe đắt nữa. Với tiểu thương chợ Đà Lạt thì việc để lại hình ảnh đẹp với người mua thông qua các hành vi buôn bán văn minh như không chèn ép giá, bán hàng đảm bảo chất lượng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng luôn là mục tiêu họ hướng đến. Thì cái tâm mình vẫn bình thường, mình cũng bán mình lời chút định để cho dân người ta mua nhiều. Giá tiền mình bán được nhiều thì mình bán rẻ, thì mình bán được nhiều mà mình bán mắc thì không ai mua hết. Tùy theo từng điều kiện kinh tế, mỗi một gia đình sắm Tết luôn cân nhắc trong việc chi tiêu, nhưng cũng không khiến phiên chợ cuối năm thiếu phần nhộn nhịp. Dòng người vẫn tấp nập hối hả mua sắm Tết, mong cho ngày Tết đoàn viên đủ đầy và ấm áp. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Cầu thờ nhắc đến tục xin chữ ngày xuân vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, sự trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng và lưu truyền. Thank you.
Không biết từ bao giờ, cứ chờ đến năm hết Tết đến, xuân sang, người dân Việt lại náo nức xin chữ. Họ mang trong mình những mong ước, hoài bão và hy vọng riêng trong năm mới. Đây tựa món quà văn hóa tinh thần có ý nghĩa sâu sắc. Nó khiến con người ta hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ trong cuộc sống. Cái phong tục xin chữ đầu năm của người Việt Nam ấy, thì nó là một cái nét đẹp văn hóa, một cái giá trị truyền thống, nó rất là đáng được giữ gìn của dân tộc ta. Vì vậy thì vào những cái dịp đầu năm mới khi Tết đến xuân về, thì mình thường dẫn người thân và gia đình lên chùa để xin chữ. Thứ nhất là xin những cái điều may mắn đầu năm, thứ hai là có những bức tranh về trang trí nhà cửa cho nó đẹp và có không khí xuân về. Thứ ba là cũng góp phần là cùng với các bạn trẻ khác trong xã hội bảo tồn và duy trì một cái truyền thống, một cái nét giá trị văn hóa rất là tốt đẹp của dân tộc mình. Bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên gần một thế kỷ trước, hoài niệm về một tập tục xưa, về một nét văn hóa truyền thống Việt đã bị mai một bởi thời cuộc, ngậm ngùi thân phận những người muôn năm cũ. Tưởng chừng như những ông đồ đã tuyệt tích, thế nhưng bước sang thế kỷ 21 này, khi kỹ thuật công nghệ cao đang dần thay đổi bộ mặt cuộc sống, thông tin chỉ còn tính trong khoảnh khắc từng giây, từng phút. Khi những người trẻ được gọi là thế hệ A Cầm, thì dường như tâm hồn người Việt lại trở về với những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Bên cạnh hình ảnh những ông đồ già, những ông đồ trẻ cũng bận áo dài khăn xếp cho chữ đầu xuân. Họ có lối viết thư pháp riêng mang phong cách người trẻ, nhưng vẫn không mất đi tính triết lý, tình cảm và âm ngữ của tiếng Việt. Người trẻ như mình thì rất là yêu thư pháp, có nhiều bạn trẻ rất là muốn học thư pháp nhưng mà chưa có điều kiện để học, thì mình có cơ duyên là mình được học thư pháp của thầy trụ trì của chùa. Thì cũng nhờ thầy mà mình học được, và mình cũng đang mở một cái lớp để dành cho các bạn trẻ mà có yêu thích thư pháp thì có thể tới học thư pháp. Một người trẻ như mình thì mình chỉ có một mong muốn, đó là nhân rộng được ra cái truyền thống viết thư pháp này cho tới nhiều những bạn trẻ, không những bạn trẻ mà tất cả mọi người, ai có thể yêu thích cũng có thể tới được những cái bộ môn thư pháp này. Ông bà xưa có câu: nhất chữ, nhị tranh, tam sành, tứ gốm. Thú chơi tranh ngày Tết được dân gian xếp vào thứ nhì, ngay sau tục xin chữ đầu năm. Với sắc màu rực rỡ, đường nét độc đáo, ngày nay những bức tranh sơn dầu thủy mặc được điểm tô thêm những dòng chữ thư pháp, thường là thông điệp lời chúc cho một năm phát tài phát lộc, vạn sự như ý, đã khơi gợi cảm giác mới mẻ, ấm cúng, rộn rã sắc xuân trong mỗi gia đình, đồng thời cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu sắc của người Việt trong lành và nhân hậu. Theo cái truyền thống của dân tộc mình á, xưa giờ là cứ mỗi đầu xuân về thì là có những ông đồ, có nghĩa là ra bày mực tàu giấy đỏ, viết thư pháp những cái câu thơ rồi cho mình đón xuân. Nhưng mà với cái thế hệ của mình bây giờ thì anh nghĩ là mình cũng dựa trên cái nền tảng văn hóa của dân tộc mình cải biên hơn bằng những cái, ví dụ như anh qua những cái chất liệu bằng sơn dầu, anh muốn là mình đưa thiên nhiên vô trong thư pháp luôn. Thì anh nghĩ là một cái tác phẩm mình, nó một cái câu thư pháp mình nó có ý nghĩa hơn, bởi vì mình biết lồng ghép giữa thiên nhiên và ngôn từ. Thì cái ngôn ngữ và cái thiên nhiên, hai cái đó mình trộn lại với nhau thì nó sẽ ra một tác phẩm, nó sẽ đưa vào lòng người nhiều hơn. Xuân đã gõ cửa từng nhà, người người lại rộn ràng rủ nhau đi xin chữ cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Tất cả cũng chỉ để bày tỏ mong muốn về một không khí Tết cổ truyền đầm ấm, tươi vui, một năm mới bình yên, tài lộc. Hy vọng nét đẹp văn hóa tinh thần này sẽ giúp mỗi người nhớ về Tết xưa và thêm trân trọng những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết Nguyên Đán thì nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe taxi luôn thường trực. Do vậy, để có một cái Tết bình an đến với mọi nhà, mọi người, trước hết người tài xế, ban quản lý các bến xe, các nhà xe hiện nay cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong hành trình đưa đón khách về quê. Thời điểm cận Tết Nguyên Đán thì nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe taxi luôn thường trực. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức của lái xe khi chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, sử dụng rượu bia, sau đó điều khiển phương tiện. Và trong dịp vận tải khách năm nay, nếu lái xe không tự nâng cao ý thức trách nhiệm trong khi điều khiển phương tiện thì tai nạn lặp lại là điều khó tránh khỏi.
qua cái sự việc của công ty vừa rồi nó cũng có xảy ra một vụ tai nạn tương đối là nghiêm trọng, thì công ty cũng rút ra một cái kinh nghiệm và cũng làm một cái bài học sâu sắc để làm một cái hành trang để tuyên truyền và giáo dục cho đội ngũ lái xe trong thời gian sắp tới là an toàn về luật giao thông đường bộ và không sử dụng tất cả các loại chất kích thích khi tham gia giao thông hoặc là lên ca kinh doanh, và thường xuyên có những buổi ký cam kết hàng tuần, hàng ngày đối với nhân viên lái xe của mỗi buổi sáng. Theo ghi nhận, từ đầu tháng 1 năm 2019, các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như ngoài tỉnh đã cam kết không chở quá tải, xây dựng kế hoạch vận chuyển cụ thể trên từng tuyến đăng ký, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, có đủ ghế ngồi, đặc biệt là không xếp khách quá số người quy định. Đồng thời, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư phương tiện, quán triệt thực hiện tốt các quy định về điều khiển phương tiện, cũng như tăng cường giám sát các thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra, nhắc nhở và có hình thức xử lý kịp thời về tốc độ của các lái xe, đảm bảo an toàn, tài sản và tính mạng hành khách khi xuất bến và trên hành trình chở khách về quê đón Tết. Trên xe em thì có gắn cái hộp đen định vị hết rồi anh, chạy với đúng tốc độ quy định. Dạ, còn nhớ về hành khách đó thì tụi em chở đúng số giường, số ghế. Không có cảnh hiện tượng nhồi nhét trên xe nào. Khách khứa thì mình cũng vừa băng, vừa đủ. Hàng quá thì gọn nhẹ, còn không cần thiết phải ô ghề hay những cái chất mà lực cho không cấm. Coi như là mình cũng bảo quản được khách khứa tốt, đi đến nơi về đến chốn. Giờ giấc thì chạy ổn định, cứ từ từ mình đi. Trong dịp Tết này thì đội ngũ cán bộ lái xe chúng tôi đã được quán triệt rất rõ ràng, luôn luôn chấp hành đúng luật lệ giao thông và đảm bảo sức khỏe cũng như không sử dụng rượu bia trong lúc lái xe để phục vụ một cái chuyến hành trình cũng như phương châm của công ty là một hành trình là một niềm vui để đem đến cái sự an toàn và hài lòng nhất cho khách hàng. Em cũng muốn là nhà xe sẽ có phục vụ chu đáo hơn, với lại là tài xế xe phải lái xe cẩn thận đảm bảo an toàn cho hành khách. Là cũng không có nên nhồi nhét hành khách quá để cho kiểu như là hành khách có một cái chuyến đi thoải mái hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, trong những ngày này, ngoài công tác xử lý trực tiếp các vi phạm của tài xế xe khách thì lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh cũng tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho đội ngũ lái phụ xe. Chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm tra tại các cái doanh nghiệp cũng như là tại các cái bến xe để chúng tôi xử lý nếu có cái trường hợp mà tăng giá vé khách, và một đoàn thì sẽ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để triển khai trên đường trực tiếp xử lý những cái phương tiện mà dừng đón trả khách sai quy định rồi thu sai giá vé quy định cũng như nhồi nhét khách trên đường, thì là để đảm bảo cho hành khách cũng như là các cái người dân về quê ăn Tết để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch kết hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra các xe khách mà tuyến Bắc Nam mà khi mà tham gia trên địa bàn huyện Đức Trọng thì tránh cái trường hợp nhồi nhét quá tải hoặc là ảnh hưởng đến vấn đề khi tham gia giao thông, cũng như là những cái vấn đề khác có liên quan chở hàng hóa về nhập lậu, thì chúng tôi sẽ kết hợp với phòng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm và sẽ để xử lý nghiêm túc những cái vấn đề mà chở khách dư hay là nhồi nhét hay là về cái quá tải, hoặc là hiện nay thì chúng tôi cũng đã kết hợp với ban toàn giao thông của huyện cũng đã làm tốt về cái việc giải tỏa về cái một số xe dù bến cóc trên địa bàn. Để có những chuyến xe Tết thượng lộ bình an, ngoài ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ của các nhà xe, các lái xe, thì vai trò của ngành chức năng trong việc tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm cũng rất quan trọng. Hành khách đang mong mỏi những chuyến xe về quê thường lộ bình an. Và sự mong mỏi ấy của hành khách chỉ có được khi chính tài xế, những người ngồi sau tay lái và nắm trong tay sinh mạng của hàng chục con người luôn nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và biết lái xe bằng cả trái tim. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước: tìm chuỗi phân phối cho thực phẩm sạch, cây nêu trong tâm thức của người dân Tây Nguyên.
Hệ thống phân phối hiện đại mới là kênh định hướng và giải quyết tốt nhất việc đưa hàng hóa sạch, đầy đủ thông tin về xuất xứ, nhãn mác, đảm bảo tiêu chuẩn chung của nhà nước đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, có được thực phẩm sạch nhưng không tìm được thị trường tiêu thụ tiềm năng là vấn đề mà các doanh nghiệp bán lẻ đang gặp phải trong thực tế thị trường hiện nay. Sản phẩm của doanh nghiệp này được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 2000 và đã được Cục Thú Y cấp giấy phép đủ điều kiện, chứng nhận hàng hóa đạt chuẩn về mặt sơ chế các sản phẩm từ thịt lợn. Các sản phẩm của đơn vị hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn trong nước. Cái việc mà quản kiểm tra và các cái thủ tục của siêu thị thì cũng rất là ngặt nghèo. Nhưng mà vì chúng tôi tất cả những điều kiện chúng tôi đã phục vụ thời gian rất dài rồi, nên việc bây giờ để khủng hoảng cho siêu thị thì chúng tôi nó cũng không có vấn đề gì vướng mắc hoặc khó khăn cả. Đây là câu chuyện về một doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm đưa thực phẩm sạch vào hệ thống bán lẻ. Còn trên thực tế, không ít doanh nghiệp chưa có thương hiệu sản phẩm đang rất nhọc nhằn cho bài toán đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối. Để mang đến khách hàng sản phẩm thực sự sạch và an toàn, chuỗi bán lẻ đóng vai trò hết sức quan trọng. Phải có điểm bán gần, tiện lợi, chất lượng thì người tiêu dùng mới dễ dàng thay đổi thói quen, mua thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, chính những người làm trong lĩnh vực bán lẻ cũng thừa nhận để một sản phẩm sạch đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của siêu thị rất khó khăn. Năm ngoái thì thực sự đó là một cái sự khó khăn bởi vì khách hàng có nhà cung cấp còn gặp rất là nhiều những cái bỡ ngỡ. Tuy nhiên cho đến năm nay, sau cả quá trình 4 năm chúng tôi làm việc với nhà cung cấp và tuân thủ theo đúng cái tiêu chí cam kết là vệ sinh an toàn thực phẩm thì hiện tại nhà cung cấp cũng đã có hiểu và tuân thủ được cái tiêu chí đó. Ngoài việc thủ tục giấy tờ thì còn phải kiểm tra các cái cơ sở sản xuất thực tế là các cơ sở sản xuất đó sản xuất ra các cái sản phẩm đó như thế nào, có đúng đảm bảo sạch không. Và một số các hệ thống siêu thị thì người ta cũng đầu tư tất cả những cái trang thiết bị rồi các những cái phòng lab để mà kiểm tra các sản phẩm mà khi sản phẩm muốn vào thì vào hệ thống siêu thị. Sản phẩm sạch ở các kênh phân phối thường có giá thành cao. Điều này chưa phát huy được hiệu quả tối đa để đem sản phẩm sạch đến tay đại đa số người tiêu dùng. Vì thế, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm vào kênh phân phối được người tiêu dùng lựa chọn phải đáp ứng được những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm chứng chất lượng minh bạch, đồng thời phải nghiên cứu kỹ thị trường để đưa ra mức giá phù hợp. Năm 2018, xuất khẩu nông sản ước đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, vượt 3 tỷ so với mục tiêu mà chính phủ giao ngành nông nghiệp. Thành công này có sự đóng góp của nhiều ngành hàng lĩnh vực nông lâm thủy sản, trong đó có một mặt hàng có thành tích mở rộng thị trường xuất khẩu rất ấn tượng, đó chính là trái thanh long. Đây là vùng thanh long ruột đỏ thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ít ai biết những quả thanh long đầu tiên chinh phục thị trường Australia chính từ vùng đất cằn cỗi này. Để có được thành quả hôm nay, những hộ dân mất rất nhiều thời gian thử nghiệm, sàng lọc, lựa chọn giống thanh long phù hợp. Có hộ thất bại tới 2 đến 3 năm đầu. 2-3 năm đầu tiên vừa trồng thử vừa thực tế có quả thu hoạch, đánh giá cả cái vấn đề sinh trưởng, phát triển và cái chất lượng của quả. Đấy là cái sự lựa chọn sàng lọc cũng mất rất là nhiều công của cái thời gian ban đầu. Theo ông Hoàng, có tới hơn 20 giống thanh long ruột đỏ khác nhau, nhưng không phải giống nào cũng cho chất lượng quả tốt, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cùng với vấn đề về giống là việc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn được thị trường chấp nhận. Chúng tôi phải tiếp tục là cái việc tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn cho bà con nhân dân thực hiện theo tiêu chuẩn quy trình chuẩn của VietGAP và tiến tới GlobalGAP để mà đảm bảo hình thành lên các cái vùng thanh long có cái độ đồng đều, rồi chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp thu mua cho biết, trước Australia, thanh long ruột đỏ của vùng Lập Thạch đã đi nhiều thị trường khác và vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm nhiều thị trường khó tính. Ngoài Vĩnh Phúc, còn có Tiền Giang là bữa thanh long ruột đỏ của cả nước. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rau quả là ngành hàng có thành tích xuất khẩu liên tục tăng trưởng cao. Năm 2018, ước đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ. Riêng trái thanh long đã có mặt ở hầu khắp các thị trường trên thế giới, đặc biệt là những thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Mỹ. Tập trung thâm canh và chăm sóc để nâng cái chất lượng của quả lên. Đây là một trong những cái mà chúng ta cũng cần lưu ý khi xuất khẩu. Và thị trường càng ngày càng khó tính. Người ta thu nhập cao lên rồi, họ cũng yêu cầu mẫu mã đẹp, chất lượng ăn phải ngọt, phải ngon, phải nhiều nước. Theo ông Lê Sơn Hà,
Sắp tới, mặt hàng này có thể mở tiếp thị trường Nam Mỹ khi Argentina đang xem xét nhập khẩu thanh long Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu thanh long Việt Nam lớn nhất vẫn là Trung Quốc với khoảng 1,9 triệu tấn năm 2018. Đáng lưu ý là thị trường này đang có những yêu cầu ngày càng cao. Cây nêu là hình tượng văn hóa độc đáo, rất riêng trong đời sống tâm linh của người dân Tây Nguyên từ bao đời nay. Cây nêu đóng vai trò để cúng thần linh, để nối kết thần thiên với con người và khử trừ thần dữ ra khỏi nhà, khỏi làng, khỏi vùng đất của họ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Đối với người Sarai, Bà Na ở Tây Nguyên, cây nêu không chỉ được dựng ở giữa làng để khẳng định địa vị và khu vực cư trú, mà cây nêu còn được dựng trong các lễ hội long trọng như lễ hội đâm trâu, lễ bỏ mã, lễ mừng nhà rông mới, lễ mừng lúa mới. Dựng nêu là nghi lễ để thờ cúng thần linh, cầu mong sự an bình, khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi. Cây nêu được làm khá kỳ công và tỉ mỉ, nhất là cây nêu trong các lễ hội. Thần nêu cao nhất, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, làm bằng cây tre hoặc gỗ suông thẳng, nằm ở vị trí chính giữa của nêu. Tua nêu là bốn cây trúc nhỏ, cong, hướng về bốn phía, tượng trưng cho bốn phương trời. Màu chủ đạo để trang trí cây nêu là đỏ, đen, trắng, vàng. Xung quanh cây nêu được trang trí có nhiều hình khối khác nhau, trong đó hình tròn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, hình vuông tượng trưng cho đất, hình tam giác tượng trưng cho sự bền vững. Ngày xưa, chỉ những nghệ nhân, người già trong làng mới biết cách trang trí làm cây nêu sao cho đẹp và cho đúng. Nhưng theo thời gian, nhiều người trẻ của Sarai, Bà Na cũng học cách làm cây nêu. Và đây là cách để họ, những người trẻ, lưu giữ nét truyền thống của dân tộc mình. Từ nhỏ thì mình đã biết về cây nêu. Mình là người Bà Na thì cây nêu này khác với người Sarai. Tôi thì lần đầu tiên làm cây nêu đây cũng về tìm hiểu. Mình cũng tìm hiểu từ mấy anh mà đi trước mà biết đó. Mình cũng hỏi về thế nào, cái cách làm như thế nào, cách làm hoa văn thế nào, nó đúng cái chất của người Sarai ở đây. Thấy là mình làm cái này tự hào. Tôi cũng là người Sarai, thì tôi rất là hân diện được chính tay làm những cây nêu này. Rồi đối với người già, người trưởng thành làm những cây nêu đó rất là dễ dàng. Nhưng đối với chúng tôi với lớp trẻ, thực sự là làm cũng rất là khó, nhưng tận tụy hàng ngày nên là chúng tôi cũng cố vấn hỏi những người đi trước. Không chỉ được xem là biểu tượng văn hóa tâm linh trong các dịp lễ hội truyền thống, cây nêu còn thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết của cộng đồng Tây Nguyên, là biểu tượng không thể phai mờ trong đời sống tâm linh của người Sarai, Bà Na trên miền đất cao nguyên hùng vĩ này. Điều ước đầu năm nơi đảo xa là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, mong cho ngư dân có một năm mới bội thu, mong cho bản thân cùng đồng đội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hay đơn giản là mong cho người thân ở đất liền có nhiều sức khỏe. Đó là những ước nguyện của cán bộ chiến sĩ và người dân đang sinh sống làm việc và thực thi nhiệm vụ tại các đảo chìm, đảo nổi tại Trường Sa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ những tâm sự, những điều ước trong năm Kỷ Hợi 2019 của những người lính hải quân tại đảo Trường Sa qua ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã đến. Trong thời khắc chuyển mình của đất trời, những người con Việt Nam ở các quần đảo Trường Sa cũng tạm dừng mọi công việc của mình để nhìn lại bản thân trong năm 2018, cũng như tận hưởng không khí rộn ràng của ngày xuân này. 2018 cũng khắc phục sửa chữa rất nhiều tàu cho các cái tỉnh thành của bà con ngư dân các tỉnh thành, và cũng đã bà con, tức là có hỏng hóc nhiều người cũng đã điện lại gửi lời cảm ơn toàn thể trung tâm đơn vị và đơn vị đất liền nữa. Thì chúng tôi là những người lính và đó là nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi khắc phục khó khăn để cố gắng làm sao hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình là hỗ trợ ngư dân và tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt hải sản cũng như là vào lòng hồ neo đậu đúng quy định, đảm bảo an toàn. Và
Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, những cán bộ chiến sĩ tại Trường Sa đã và đang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi năm mới đang đến gần, họ cũng có những điều ước từ đảo xa gửi về đất liền. Chúc tất cả các đồng chí sẽ đón một mùa xuân năm mới thật an lành, hạnh phúc và bên gia đình cùng bên người thân thì thật đầm ấm. Điều ước là toàn thể anh em và trung tâm cũng như tất cả mọi người có sức khỏe tốt để luôn vững chắc chủ quyền, vững cùng với tất cả là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc thôi. Ước năm mới là ở đảo mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nhiều thuận lợi rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm đặt ra. Thì tôi xin gửi chúc đến đất liền một năm mới an khang thịnh vượng và khỏe mạnh. Ở đây, ở ngoài xa, nhưng lúc nào cũng hướng về đất liền và chúc cho gia đình tôi mạnh khỏe, nhất là mẹ. Mẹ ơi, mạnh khỏe, Tết này con không về được thì mẹ ở nhà ăn Tết vui vẻ. Chúc mừng năm mới! Và đó là những lời chúc của các cán bộ chiến sĩ từ Trường Sa gửi về đất liền. Và chúng ta từ đất liền cũng xin gửi những lời chúc chân thành nhất đến các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa. Chúc các anh luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ tắt tay súng bảo vệ chủ quyền. Xin chúc mừng năm mới. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.